Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên thì mình xin gửi đến lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trước khi đi vào phần chia sẻ nội dung, thì mình xin thông báo với các bạn rằng cái kênh của mình lại tiếp tục bị những kẻ xấu tấn công và report kênh liên tục. Các bạn cũng có thể thông cảm rằng khi mình đăng clip lên, nó sẽ hạn chế đề xuất thông báo đến tất cả các bạn. Thì mong rằng tất cả mọi người khi xem được cái clip này, mỗi người một tay, chúng ta có thể nhấn nút chia sẻ clip lên Facebook hay là Zalo trên tất cả các trang mạng xã hội giúp mình, để mình có thể kéo lại cái đề xuất đó. Nếu được như vậy thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Chắc hẳn nếu anh chị nào đã theo dõi cái sự việc này hơn 5 tháng thì mọi người sẽ hiểu được cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ đâu. Và ngày hôm nay mình sẽ đi phân tích lại những cái sự việc trùng đầu, trùng cuối và trùng mền là ở đâu. Tại sao câu chuyện này lại liên quan đến một số nhà báo và đa số đều là nhà báo? Thưa các bạn có biết nhà báo là ai hay không? Và mình khẳng định với các bạn rằng sự việc này có liên quan đến Dũng Vô Va. Các bạn cũng biết Dũng Vô Va rồi đúng không ạ? Dũng Vô Va thì mình cũng mới biết đây thôi. Tại vì chúng ta không làm chính trị nên chúng ta không biết được cái anh này là anh nào. Anh ta từng là một nhà báo, thưa các bạn. Và tất nhiên chúng ta sẽ kể tiếp đến anh Hiển, rồi đến anh nhà báo Hoàng Vũ, và tiếp đó cũng là một nhà báo, đó là Thái Văn Đường. Các bạn hãy sâu chuỗi bốn nhân vật này giúp mình. Đầu tiên, Dũng Vô Va. Thứ hai, nhà báo Hiển. Thứ ba, nhà báo Hoàng Vũ. Thứ tư là Thái Văn Đường. Và câu chuyện này mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn ngay sau khi cái anh chàng Hoàng Vũ kia đăng tải dòng status nói về trai trên gái dưới, nói về cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Võ Nằm Yên. Cái gì gọi là đóng cửa tắt điện bảo nhau? Các bạn còn nhớ cái bài đó không ạ? Cái bài đó mình cũng đã có một số cái clip để phân tích, lên án những cái giọng điệu của anh ta. Và cũng không phải dừng ở một dòng status đấy đâu các bạn. Anh ấy còn viết rất nhiều trên những cái trang fanpage. Nhưng các bạn phải biết rằng nhóm người này hết sức cao thủ. Họ đóng vai trong một lớp bọc khác để mà hoạt động. Hoạt động ở đây là gì? Mình sẽ đi giải thích cho các bạn nghe. Theo mình tìm hiểu thì vào năm 2020, khi chị Nguyễn Phương Hằng đăng một cái dòng status về một niềm vui gì đó ở Đại Nam, thì tên Dũng Vô Va này mới vào comment cái bài viết của chị Nguyễn Phương Hằng với những giọng điệu hết sức ngọt ngào, những lời chúc phúc cho bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Huỳnh Uy Dũng. Và trong cái dòng comment đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã trả lời lại Dũng Vô Va. Và chúng ta đừng nghĩ rằng qua cái dòng đối thoại đó thì bà Nguyễn Phương Hằng là thân thiết với Dũng Vô Va là các bạn sai hoàn toàn. Bởi vì thời điểm đó cho đến ngày hôm nay, tất cả những gì bà ấy thể hiện, chúng ta có thể nhìn thấy rằng bà ấy không đi theo con đường chính trị mà bà ấy là một doanh nhân. Một doanh nhân thành đạt, thưa các bạn. Và tất cả những điều bà ấy muốn là có thể đóng góp công sức để xây dựng đất nước. Vậy thì chúng ta sẽ trở lại câu chuyện của Dũng Vô Va. Và đây là những suy luận riêng của bản thân mình. Các bạn hãy cố gắng lắng nghe để sâu chuỗi lại bốn nhân vật này, xem thử mình nói có hợp lý hay không. Lý do tiếp cận Đại Nam, tiếp cận chị Nguyễn Phương Hằng là để moi móc thông tin. Và mình nghĩ rằng ông ta tìm mọi cách tiếp cận để đánh thẳng vào công ty Đại Nam. Tại vì sao đánh vào công ty Đại Nam? Thì mình sẽ nói đơn giản và vắn tắt cho các bạn dễ hiểu rằng họ muốn đánh vào kinh tế của một doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, giống như các bạn có thể thấy được tập đoàn Vingroup, đúng không ạ? Và họ sẽ sử dụng lại những cái chiêu bài đó để nhắm thẳng vào Đại Nam. Mục đích là làm kinh tế của Đại Nam bị giảm sút và phá vỡ Đại Nam. Bởi vì các bạn phải biết, một công ty lớn như Đại Nam thì một năm đóng thuế rất là nhiều và hàng trăm hàng ngàn những cái phúc lợi cho đất nước. Và cho đến khi xảy ra câu chuyện của ông Võ Nằm Yên thì Dũng Vô Va lại càng có cớ để mà đẩy vào cái câu chuyện này. Cũng có thể nói những người này có thể quen biết với cái ông thầy lang băm kia. Và chúng ta hãy khoan đi phân tích những cái vấn đề đó. Và chúng ta đang phân tích bốn nhân vật nhà báo này. Và các bạn cũng thấy người châm lửa lên trong câu chuyện này đầu tiên trong bốn nhân vật này, đó chính là nhà báo Hoàng Vũ, đã có những dòng khà khịa bà Nguyễn Phương Hằng như vậy. Và sau đó anh ta sẽ ẩn nấp dưới hình bóng là Vô Thường. Các bạn còn nhớ cái nick Vô Thường không ạ? Và theo suy luận của mình thì chính anh ta là Vô Thường. Và nếu như nói về YouTuber biết được sự thật này, luôn chia sẻ những cái dòng trạng thái của anh ta, thì đó chính là Happy Media. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể qua cái trang Facebook của cái anh Happy Media này cùng với cái anh nhà báo Hoàng Vũ, thì các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề mà mình nói. Và sau đó phát hiện ra Cùi Bắp Tiên Sinh. Thì Cùi Bắp Tiên Sinh, các bạn phải để ý cái câu từ
khi ông Dũng vô va này, ông comment trên cái bài viết của chị Nguyễn Phương Hằng, thì các bạn có thể thấy được giọng điệu, giọng văn của ông ta không khác gì Cùi Bắp Tiên Sinh. Với những dòng chữ mang tính chất trừu tượng, thì nếu người bình thường sẽ khó mà hiểu được những cái ý trong cái câu nói của ông ta. Nhưng khi các bạn xem cái dòng comment đó ráp với những gì mà Cùi Bắp Tiên Sinh nói, thì các bạn sẽ nhận ra rằng giọng điệu này y chang như nhau và vẫn theo cái lập luận cũ. Mình cho rằng Dũng vô va chính là Cùi Bắp Tiên Sinh. Và hai đối tượng chúng ta đã tìm ra đó chính là Dũng vô va là Cùi Bắp Tiên Sinh và các anh chàng nhà báo Hoàng Vũ kia là Vô Thường. Các bạn có thể thấy họ tấn công liên tục vào Đại Nam, mà đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng, đánh cháo khái niệm tất cả những cái vấn đề trong quá khứ, bôi nhọ đến nhân phẩm, đạo đức của bà Nguyễn Phương Hằng. Và họ nghĩ rằng đó chính là điểm yếu của bà ấy và tấn công vào cái điều đó. Nhưng không may cho họ, bà ấy rất là vững. Và qua cái sự việc đó thì chúng ta cũng thấy Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra được cái Cùi Bắp Tiên Sinh và Vô Thường, cho nên đánh động họ. Vấn đề này mình không nói đến cái chuyện cá nhân của chị Nguyễn Phương Hằng cùng với Nhâm Hoàng Khang. Nhưng nếu mình có thể nói cho Nhâm Hoàng Khang hiểu rằng thì Nhâm Hoàng Khang chưa làm đúng của một công dân tốt. Công dân tốt ở đây không phải là anh vi phạm pháp luật, mà là cái nhận biết sự việc của anh. Nếu anh nhìn thấy cái việc đó tốt thì anh có thể giúp đỡ không công cũng được. Anh không cần phải kể lể rằng à tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Các bạn thấy mình cũng làm 5 tháng nay, mình có bao giờ nói đã động đến cái câu chuyện đó không? Chúng ta cảm thấy làm được việc tốt cho người khác thì hãy cố gắng làm. Điều đó nó thể hiện một cái đức tính quân tử của một thằng đàn ông. Mình chỉ nói như vậy thôi. Chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện, nếu không sẽ bị lạc đề. Và khi các bạn biết là Nhâm Hoàng Khang đánh động vào cái câu chuyện của Vô Thường hay là Cùi Bắp Tiên Sinh, thì cũng là lúc Dũng Vô Va bị bắt ở Hà Nội khi đang lẩn trốn ở nhà một người bạn. Và các bạn cũng thấy rằng bứt dây động rừng. Và các bạn cũng biết được cái anh nhà báo Hoàng Vũ kia cũng sợ sẽ bị lần ra và tìm ra dấu vết, nên anh ta đã đẩy cả Vô Thường lẫn Cùi Bắp Tiên Sinh đưa sang cho Thái Văn Đường. Và lúc này các bạn biết Thái Văn Đường ở đâu không? Thái Văn Đường đang ở Thái Lan, trốn chui trốn nhủi như một con cún. Và trên mặt truyền thông thì anh ta vẫn làm những cái điều để bôi nhọ bôi xấu đảng và nhà nước, bằng cách là anh ta chỉ trích những cái cán bộ này, những cái cán bộ kia, mà toàn là cán bộ cấp cao thưa các bạn. Và thời gian đó anh ta cũng chứng minh cho tất cả các bạn biết rằng anh ta đang nắm giữ cái nick Vô Thường và live stream trên đó để mọi người có thể tin vào điều đó là đúng. Vậy thì bây giờ mình sẽ đặt ra câu hỏi cho tất cả các bạn rằng nếu tất cả những lập luận và giả thiết của mình vừa nêu ra là đúng, thì ai là người cuối cùng đưa những cái tài khoản này cho Thái Văn Đường? Câu chuyện này nó cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ rằng chỉ có vấn đề đánh vào danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng để bà ấy mất tất cả, mất cả Đại Nam, thì điều đó nó cũng không đúng hoàn toàn. Mà những người này còn có những cái hoạt động tổ chức về thiện nguyện thì nó mới liên quan đến cái anh nhà báo hiển kia. Và mình chắc chắn một điều rằng có rất nhiều khả năng là sẽ liên quan đến cái anh HL và đặc biệt là cái ông Võ Nằm Yên. Đó là những suy luận khi mình tìm hiểu trên tất cả những cái trang cá nhân của họ và sâu chuỗi lại theo cái quá trình xảy ra sự việc. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ ở clip tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký, like và share video giúp mình, nhất là chia sẻ video giúp mình, bởi vì có rất nhiều những cái thành phần khác họ đang đánh vào cái kênh của mình, cho nên rất cần những cái sự hỗ trợ của tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo.